Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách làm sả chiên giòn để hỗ trợ trong những cái món ăn gà rang muối, vịt rang muối, vân vân. Mời các bạn cùng mình vào để tìm hiểu cái cách làm ra một cái thành phẩm sả chiên giòn để hỗ trợ cho món ăn được thêm phần hấp dẫn. Đầu tiên các bạn mua sả về thì sơ chế bóc những cái lớp vỏ xấu với già bên ngoài đi nha các bạn nhé. Củ nó hỏng mới bỏ đi. Sau khi rửa sạch sẽ để ráo nước thì mình sẽ cắt làm hai khúc nhá các bạn nhé. Các bạn có thể cắt như này. Mình sẽ cắt đôi ra. Mình cắt sợi nhá. Vì làm số lượng nhiều nên mình chỉ làm mẫu cho các bạn 1-2 củ sả thôi. Chứ còn mình đã làm rất là nhiều. Ở đây là cái sả của mình đã làm sẵn này. Cắt càng nhỏ càng tốt các bạn nhé. Cắt sợi thật nhỏ. Thì sau này lúc chiên lên thì nó sẽ giòn. Tiếp theo mình sẽ cho giấm vào để ngâm sả cắt ra nha các bạn nhé. Các bạn dùng giấm loại nào cũng được. Và để không làm mất thời gian của các bạn thì mình đã chuẩn bị một thùng đây rồi, gồm có giấm ngâm với sả. Các bạn có thể ngâm sả với giấm này tầm khoảng 1 tiếng. Sau khi ngâm xong thì sả nó ngấm đều vào giấm thì bây giờ mình sẽ vắt khô thật khô nhé các bạn nhé. Để làm được cái món sả chiên giòn này thì sẽ có cái công thức trộn bột tổng hợp. Để cái bột tổng hợp này thì mình sẽ dùng chiên ngô, chiên khoai tẩm vào các cái món rang muối, gà rang muối, ếch rang muối, rồi sườn sụn rang muối các kiểu. Thế hôm nay thì mình sẽ nói lại, trong video trước thì mình cũng đã nói nhưng mà các bạn thắc mắc bột đao với bột năng đều là giống nhau hết. Bột đao, bột năng, bột lọc thì nó là một loại. Thì cái công thức này thì bột trộn thì mình sẽ cần dùng hai gói bột năng nha các bạn nhé. Đây hai bột năng một loại 1 cân nhá. Đấy. Hai bột năng. Một gói bột béo. Một gói bột bắp. Một bột chiên giòn loại 1 cân hết nhá các bạn nhá. Và cái này là bột sư tử hay còn gọi là bột ly ông. Mình dùng 500 g. Có thể dùng cái hộp sư tử bột ly ông này. Đấy, và clip trong kênh của mình cũng đã giới thiệu cái loại là có hai loại, một loại của Việt Nam, một loại của Tàu và một loại đóng hộp và sắt như này. Với một loại thì người ta làm dạng túi để người ta mua lẻ. Thì các bạn dùng loại nào cũng được nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn bột.
sau khi mình trộn được cái bột tổng hợp này để dùng chiên ngô chiên khoai trong nhà hàng thường dùng, thì mình sẽ dùng cái bột này để trộn vào cái sả mình vừa vắt cho các bạn nhé. Sả mình vừa ướp với giấm ấy, mình sẽ trộn đều vào sả luôn. Mình dùng một ít thôi, cái này là tùy liều lượng, các bạn làm nhiều hay ít thì các bạn bỏ, chứ không phải là có công thức. Bây giờ mình tẩm khi nào mà cảm thấy nó khô là được. Tiếp theo thì mình sẽ cho 5 quả trứng gà, cả lòng đỏ và lòng trắng vào đây các bạn nhé. Để mình tạo cái độ kết dính cho sả. Và bây giờ mình sẽ cho bột tổng hợp vào đây nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ trộn đều bột và sả lại. Ở đây bây giờ mình sẽ cùng với chao lì để rây vứt cái bột ở trong sả các bạn nhé. Các bạn nhớ dàn đều cái thành phẩm ra một cái khay inox hoặc cái khay gì đấy nhá, bỏ lót giấy ăn hoặc là giấy thấm dầu gì đấy cho nó hút bớt dầu đi. Các bạn có thể thấy là đây rất là giòn tan luôn, giòn tan luôn các bạn nhé. Các bạn chiên xong thì trải đều ra khay nhé, cho nó nhanh nguội để mình bảo quản trong hộp, khi nào khách ăn thì mình dùng dần. Như vậy thì vừa rồi mình đã thực hiện xong clip sả chiên giòn. Cái món này thì mình nhắc lại là áp dụng cho mấy cái món rang muối. Video của mình xin được kết thúc lại đây. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy đăng ký kênh Ẩm thực Đa Sắc Màu ủng hộ mình, cho mình một like và đồng thời chia sẻ kênh của mình đến nhiều người biết hơn. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.